tới 90 ประมาณឆ្នាំម៉ែ97 97ដាក់ដៃចុះណាម៉ែណាហើយកូនចង់សួរបន្តិចម៉ែឈ្មោះអីម៉មសំចាហើយមានកូនចៅប្រមាណអ្នកម៉ែចាសូមគោរពជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានចាឥឡូវនេះខ្ញុំធ្វើដំណើរចាយកទឹកប្រាក់ចាស់ជាមួយខ្ញុំយកទៅធ្វើបុណ្យធ្វើទានជាមួយនឹងយាយចាដែលមានជីវភាពខ្សត់ខ្សោយឥឡូវនេះចង់ដឹងថាទឹកទឹកភាពចាដែលខ្ញុំត្រូវធ្វើដំណើរទៅកាន់ផ្ទះគាត់ហ្នឹងចាតាមផ្លូវហ្នឹងយ៉ាងណាយ៉ាងណីដែរក៏សូមទស្សនាជាមួយយើងខ្ញុំចាតាមលំដាប់លំដោយទាំងអស់គ្នាអូបងនេះដើមផ្កាអីគេណាដើមអីនេះស្គាល់អត់ទេសភាពពិតជាស្អាតខ្លាំងណាស់នេះអូបានថ្ៃណោះចាមើលផ្ទះកំសាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទៅលើយើឃើញណាចានេះគឺផ្ទះកំសាប់นึกถึงสีเหลืองก็สบายเหมือนกันเลยចុះបែអីទេនៅលើទូកអឺអ្នកអើយកុំធ្វើអីណាស់នេះបាច់ឆេតបាច់កឆេតណាអូជាលៀងគេលេងជាមួយគ្នាបណ្ដាណាហេតុអស់ឡាខិតឡាទឹកអូបានច្រើនណាណាអូអត់ទៅហើយថ្មីហើយហើយសង្កេតចុះបេះអត់អត់ឡើងទូកបេះសបាយបេះអូសបាយបេះពេកហ៎ហើយកឆែតនឹងកឆែតដាំឬក៏កឆែតដោះមកមកធម្មជាតិអូធម្មជាតិធម្មជាតិគេសบายគេបងអូគេសบายគេមកមកនោះយ៉ាងប្អូនខ្លួនបេះចានេះខ្ញុំនៅពីឆ្ងាយបងប្អូននេះចាអូយ
tè lòng bên sà la luôn thông bên tè nó ơi lòi lòi nhắn đi tè thông mà lăng sông cái nhà luôn thông cha bụng mai bong bong nhung khơi chỉ vật cơ xa con mặt già hạ bệnh đồ chỉ biết gì cái đấy sốc mà tu chỉ rô bạc cha bắt lại bài khoa mà chuyện khoa mà chuyện xa mà chuyện tụ mà lê tư xa cả náo cho mình tái cha cứ thà to su cho vui chứ đi cha bật chỉ miên thiệp quả cả náy mày nè ơi nè ơi nè nè à, tiếc nè nó miên nè 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 ấy nữa nè ơi xong xuống tích tiếc nó miên nè 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 ấy à lấy quạt nâng nè quạt nâng nóng nâng ấy ồ chẳng mình đây thằng quạt nâng nâng ấy nhóm smart admin mà nữ nâng mấy nè chẳng nhóm tôi chưa quạt một lên á à quạt chứ nè cha này phục mai bong bồn nhom khơi tẹt này muối cha hay nhom khơi muối muối cha vì nhà cô xa con cái bông tại bên cái chat lời nhom nâng tay đầm thôi đầm máu tôi tẹt nung tì sấn tha ta quạt đầu tẹt nâng cái bông tại thôi ấy cha sông cột chim hiệp xuống phục mai bong bồn tẹt ở chi ti cột gặp an chi pi sét sông cột cha bong say mà cha chung núi cứ bong say bạ lang phồng tẹt nẹt mà đái nâng nẹt mà đái bình rồi bọc quát đây quát chỉ sập ra chân mai luôn nơi protesti cha quạt bàn ôp thầm cha tập prạ máu tam rồi dạ bong say bồ ra hay bong say bồ ra nâng cha quạt đằng thạch nhom chỉ nẹt phượt bon phượt tiến cha quạt có vô tập prạ rồi bọc bong say bạ lang nhà tam dừng nhom ao dừng nhom nâng vô tập prạ ní vô mà phượt bon chỉ mùi nẹt sập nẹt ở nẹt sao chân ngày để đái khơi thà chị đôn miền bạch chun đọt từ cây sập bom an chăn máy cào bùm phơ đặt đai cho nam mày nhé hay con trăng xuân tịch mai chmu ấy mòn sâm cha hay miền con trai của màn nẹ mày con của muôi nè chi bẹp hiệp loa ngay giang mạch đai cro con hay... trâu châm hay con trai thu thi ớt con trai khắc ớt khắc mền hay miền nâng cái ao lôi cả mạch đai cái ôi mà đón trăm mơ là bên đây ôn chăng đó à lời ni con tự tu ban chấm nuôi được bao mà cha chấm nuôi con hái tập prạ chấm nuôi đập pi mền riết cha smart đằng sam sập đô la mai nát con sập đô la cha lời con xong bộ cô chun chị đôn bàn thai là mai nát chăng cha ngày ni cứ chị đôn tự tu ban tập prạ được bao mà cha chấm nuôi con chấm nuôi đập pi mền riết smart đằng sam sập đô la sa hạ một hàng mới đây sao bay chết đấy sam sập đô la bài chết á, cho bài chết là bàn sao sập, bàn lui chai cho bài chết là phong ơi, còn đây bài gì bài nữa, à lâu bờ bài chết miền bịa phật ấy chun po từ mà cha chung nuôi có sông chơi nhá, sao thụ, sông ai mà con say chun lui, mà cha chung nuôi, cha chung nuôi chun lui ở bàn có sao phong bôn đòn cho đồn cho ta nhẹ thì cà phật bơi tiền tan, vậy sông còn á vậy tuôn vậy thay khơi tiền tàu không được kinh tế rồi ở bờ đập chặt tiền rồi thì cũng ở con say con trong trong con ở tiền ở con trong con tầm bé này ba rồi thì ba tình làm gì sao sao trọt nương cầu bát tết na ở con say để nơi cầu bát tết na ở cái sao trọt mẹ na nương ơi cha lời sao bài chết na mẹ nè bài chết na chun bò ở con chun po ai con trai nơi cái đầu bát năng ná ao kê rồi lôi cả ba trai đầu bát tết về năng làm bay nhau lôi em anh tiết ở men sợ tụ cha lời chun quay quay bàn đôi con thấy con pro của ra nợ chẳng tiền em về chẳng sốc mọi người đúng sốc cho bài chết na cho bài chết na năng ai à lời ni khơi nhà rầm chị đôn sợ bài chật đi đi nếu về đây quạt tự tu ban tập prạ đào miên đầm lay đào bao mà cha chung nuôi đại ban ôp thầm tam rồi dạ dừng nhóm vô mà chun đào chị đôn đại toàn đây nhóm miên bịa bật ấy cầu bị lực mà điểm đầy đập và sập làng lứa sông o cốn tập đào sập đào chun mai luôn nơi protesti cha quạt ban nhà tập prạ đào bao quạt tam rồi dạ bong say bồ ra cha mà cha chung nuôi nhom biến chú thá bong sợi bạ láng prom tiếng nẹt mà đái nâng nẹt mà đái mình rồi bọc cọt cha
quật ụp thầm tật prạ ai khi vô mà thử bọn phử tiên là ngày ní tật prạ đó bọc bóng cư chùm đuôn xàm sập đô la chùn tật đó chị đồn hai xong ôi mẹ phò tàng ọc ní ưu tư chùn tật đó như tì ca tàng phạm phi sân đàn đó bọc bóng đại bạc bay chạy thàn tư bọn tôi xin áp video này hai complete nha hai chùm mùa quật ở trăm trăm tập bật khi nhóm nẹ đặt tay mình bàn trăm chùm mùa ọc mình tài phân lư bọn sấy rôm tiếng nẹ mà đai nâng nẹ mà đai mình bọn tê xong ôi nực nộp hai chùm mùa quật đảm bây quật màu tật tùa dô mẹ khoa cơ sở này bọn pi xâm nạc lục dây đại biên chùm mùa ấy mòm xong chà thật nơi không không bị lăng sọc sọc bà non bà non khét bạn đã bong bạn đã bong cha xong ơi mẹ thò tèn ngọc đi đông đông chắc phê chơi bà ông ơi xong cao bông phê ra lấy cả xong ơi bạn đã cục nhiệt rồi bọc quạt đại bạc bài chạy than tờ nụ bạn to bị quạt bàn tờ tù hào công lịch nghị cao ơi phô cháy đo bong xây bạc láng bông tiếng mẹ mà đái ruông chì mùi nâng mẹ mà đái mình đã bọc quạt đại quạt chì sập ra chân khmai ru nơ phật tích vít cha xong ơi quạt tiếng ngọc ní xong ở chụp nơi sập bát bay sập bát mà lúc sập bát tê và đá sập bát ở chá sập bát bèn này phiền có chun po ở quạt tiếng ở phía chà xong ở chụp nơi ai chú vận nặng sập khả vô lẹ nâng vận đẹp thì nẹ cũng bay kliêng kliệt lời bồn đầy quạt bàn thở tiên đầy quạt bàn sáng chun po ở quạt tiếng ở phía miền miền đôi kế chạm miền prạ đôi kế cơ miền cùng nơi trọt trái mình chè ở rồ hồ đó chạp rất chạp bền xong ở sầm phía bồn ni xong ơi mà chạc chung đuôi nhóm chà phía dột xâm phía dưới, xâm phía xạ, xâm phía trọp nâng, xâm phía chấm nèm bữa chìa một quạp trọp nâng khuôn cực chít để quạt miền cầm nạt hai cơ chung cô ấy quạt tặng ọc ní to từ mục trà xông ấy sọc cập hiệp lõ, xâm nàng lõ xông ấy phân nèk lưu khá, ta chìa sẽ đạp lứ cùng ấy miền cao vùng quên vùng quán ở với xa lời xông ấy chìa cực cọng cửa xà bong sậy bạ láng, prom tiếng nẹt mà đai, nâng nẹt mà đai mín. Tosna video này hai cơ sông ăn nam mô tân địa bon đòi phi bị gì chẹt lá phi dương nhóm, rùm chì mùi nâng lục dây, bị bệnh na khó chống. Cha cơ sông khăn tay áp hay tô phi chầm ngay đòi cà cù, sông ăn nam mô tân địa bon sa thú sa thú sa thú. Chân cô chùm hiệp lý ơi mẹ nè. Xong rồi bài. Xong rồi bài. Mơ trách o ớt. Phạm tơ mà chắc chùm nuôi mơ trách o ớt. O nằm chắc chùm nuôi ơi. O nằm o bỏ phân mê. O. Sự bài chất đi. Sự bài chất. Nâng ai chân. Chà hàng dân thơ ấy bàn lùi. Nói mau thầy thầm mê o nằm. O bỏ phân mê. O nằm. Cùng chúng á. O chúng mê. Sự bài chất á. Sự bài chất. Nâng ai chân chùm hiệp lý à. Bye bye.
sắp là sao xa nữa sao. Đây bây giờ đau chút mình sợ bái nè. Chà, dân đá đau tập bê chút vì sợ bái. Nâng ơi. Chà. Hãy phliêng tiền mà ngay nâng phliêng chóp nè. Chà. Tớ chạy tớ chung. Chị biết dù ông hả? Tại đó đúng không ông nó? Tại đó nè đây á nó. Chà, chết đó spin đúng không? Chà, cứ kê chập vì nó máu tí tăng. Ai phải tọa máu kê hai chà chung bình nâng cứ kê đà ở hột. สบายឆ្នាំនេះสบายខ្លាំងណាស់បងប្អូនអើយចាពួកថានាំគ្នាចាមកលេងអុំទូកហើយគ្រប់បណ្ដាខេត្តចាជាពិសេសបងប្អូនដែលគាត់ត្រេកអរនឹងបនអុំទូកចាបនកម្មវិធីបនអុំទូកចាគាត់រីករាយសบายចិត្តអញ្ចឹងក្នុងមួយឆ្នាំមានតែម្ដងចាគាត់មិនរំលងទេប្រកាសជាគ្រប់ស្រុកចាគ្រប់ខុំនឹងអញ្ជើញមកចាស់ក្រុងបាត់ដំបងកន្លែងដងស្ទឹងសង្កែចាចាពុកម៉ែបងប្អូនលើបន្ទាប់ពីខ្ញុំបង្ហាញចាទស្សនភាពនៅទីកន្លែងនេះចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនចាទស្សនារួចរាល់ហើយខ្ញុំក៏សូមគោរពលំអរកាយជម្រាបលាសន្យាជួបគ្នានៅវីដេអូថ្មីថ្មីបន្តទៀតចាពុកម៉ែបងប្អូនប្រសិនបើយើងខ្ញុំមានពាក្យបិច្ចអីខុសឆ្គងដោយប្រការណាក៏សូមខន្តីអភ័យទោសចាឲ្យយើងខ្ញុំដោយការគួរចាឥឡូវជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមឲ្យសុខភាពល្អសំណាងល្អជាពិសេសសូមឲ្យរទទួលទានមានបានគ្រប់គ្នាដៃនេះគេភ្ជួរហើយហើយពុកម៉ែបងប្អូនដឹងគេដាំអីទេប្រហែលជាដាំដំឡូងមកទៅឥឡូវខ្ញុំសូមបង្ហាញទស្សនភាពតាមផ្លូវចាអញ្ចឹងយើងក៏ធ្វើដំណើរបន្តទៀតចានេះពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនាជាមួយខ្ញុំណា